Sao vậy? Cha mẹ mưa à. Sáng giận cha, chiều giận mẹ hả? Sao mà bé sữa giận tùm lum vậy? Thì sáng bé sữa giận cha rồi cái cha nó hỏi bé sữa làm gì hết giận, thì cha nói cha mua đồ ăn cho bé sữa. Mẹ. Ôi khóc nước mắt. Thì cha nó bé sữa thích ăn gì cho cha đi bé sữa nó bé thèm sầu riêng, cha đi đặt nó mua sầu riêng cho mấy anh em con ăn con nè. Đi lại cha khui cha. Đi. Đi. Mẹ khui không được. Lại mẹ khui sầu riêng cha. Ôi. Sao tự nhiên ngộ ta? Hả? Sao tự nhiên sáng giận cha chiều giận mẹ vậy? Hả? Bé sữa. Rồi ngồi xuống khui sầu riêng đi. Mẹ khui được không? Mẹ khui hay cha khui? Mẹ khui đâu được. Mẹ không. Không. Mẹ khui. Mẹ chỉ cần lấy cái này nè, lấy này bẻ ra. Đâu chỉ mẹ đi. Chỉ mẹ khui đi. Hả? Mẹ Ngọc khui luôn mà. Ôi, bà xã con vừa không biết khui sầu riêng. Ê, con chừng con nó ấy con đó nha. Dạ. Chừng nó trúng dài á. Mẹ lấy dao. Mẹ phải lau là cái mẹ cắt này ra nè. Cắt cây á. Cắt sao? Mẹ. Con chừng cái dao em. Dao. Khui mà đứt á. Ờ. Ê. Mẹ cắt. Để cho nó chảy rồi không biết khui rồi. Mẹ biết khui chị. Cái này nó chín rồi nè, nó dễ bung nè. Nó dễ khui đó. Ừ, theo cái lằn đó đó, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi hỏi mẹ sữa, hỏi mẹ mày hỏi sữa rồi sữa còn giận mẹ không? Sữa đầu riêng ha. Sữa còn giận mẹ Ngọc nữa không? Sữa còn giận mẹ không? Hả? Trả lời này không thua luôn. Không. Rồi đừng có kéo áo xấu quá. Xấu xí. Ngứa mũi. Ngứa mũi vậy bé sữa khóc. Nãy giờ có sữa khóc hai chập rồi đó. À, con tô màu này luôn rồi. Bé sữa cái được khóc rồi khóc nín liền không có khóc nhè. Mẹ luôn rồi. Ê, có tay cái tay con lấy tay con. Wow, hấp dẫn quá. Mẹ cẩn thận đó, nhỏ lắm. Rồi lấy ra đi, đi mời ông bà ngoại trước đi rồi mình ăn. Mẹ mời con đi. Mẹ phải mời con cứ. Con cầm rồi mẹ ơi, cho nuôi cho ông bà ngoại nha. Mà sữa còn giận mẹ không? Dạ không. Ờ, sao tự nhiên giận mẹ vậy hả? Mẹ muốn cần cái đi. Ờ, nó đâu có điều hết đâu. Cái này của bà dì bà cho. Đi về. Còn đó con học nữa. Xin cái này em. Dễ mà. Ngon quá, cho thèm quá. Lâu lắm rồi không ăn sầu riêng rồi. Cái này nhà mình ăn nên mình cứ bóc tay không sao. Nhà mình không chứ luôn. Wow, rồi, mẹ nên bỏ cái vỏ vô cái bịch buộc lại đi. Mấy đứa nít nó đi trúng. Thèm không? Hả bé sữa? Hồi nãy giận mẹ Ngọc đeo cái micro vô nè, chịu quay clip rồi mà mẹ Ngọc nó quay mình cha Khương thôi, cái trà sữa giận mẹ Ngọc. Con xin rồi đem qua mời ông bà ngoại đi, coi chừng đổ hết á. Đi 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 nè, đi mời ông bà ngoại. Ngâm mẹ nó thèm quá rồi. Mẹ cảm ơn.
Không. Con phải cầm. Cái tiền hơi nặng lắm con. Không. Giờ cầm đi. Đổ nha con. Thôi. Sữa muốn mượn bà ngoại mà. Con đi như bà cụ vậy. Đổ một cái là sữa là cha mẹ giận sữa luôn chứ không phải là sữa giận cha mẹ nha. Bữa nay tóc nhiều rồi ông bà cô chú ạ. Một chỗ rồi nè. Tóc nhiều mà dày nữa. Mày ai? Mày ai? Chỉ hả? Nói sao? Nè mẹ riêng. Anh ăn anh chị gì cả? Chị riêng. À, con bưng ra ngoài mời bà ngoại đi. Mẹ đang lỡ tay cho mấy chị ăn cái này. Nha. Ăn gì? Ăn gì? Ăn gì? Thôi, chị hai chuẩn bị ăn rồi, ha, không ăn rồi. Chút đi, ra mời ông ngoại chứ đi. Không. Chị hai ăn một trái chút đi. Mời người lớn trước. Mời người lớn trước, mời bà ngoại trước. Gặp ai mời người đó à? Không ăn. Dạ. Chị hai ăn trái chút đi. Chị hai ăn trái. Muối vô rồi trái. Đi, đi con lấy. Ê, chị gì? Cái ngoại miếng tờ. Ờ má thèm mà liếm má thèm. Đưa ngoại muối nhỏ rồi. Muối nhỏ này đi. Mời ngoại, cầm hai tay mời ngoại nè. Mời ngoại. Rồi, cảm ơn sữa nha. Ê. Rồi, con ăn đi. Bà hãy hút cho bà thúng. Một trái bự cô dạ. Như đây hả? Mời bà Minh chưa? Bà Minh đâu? Bà Minh cho cua rồi, mời mẹ Ngọc. Mà mẹ Ngọc đi rồi con ăn miếng đi con thèm mắm rồi đó. Tội nghiệp quá. Quá. Lấy không muốn ăn em nó hỏi nó ghê. Sữa cầm sữa ăn đi. À, cho mẹ miếng này nè. Cho mẹ miếng này nhỏ hơn nè. Nhỏ bự. Nè mẹ ăn cha. Đến đi cha. Lấy người không muốn mà. Trời con lấy cái đó là sao ăn hết. Cảm ơn gái nha, gọi con đi. Chừa cho ngoại muối. Sữa nó mê sầu riêng. Đừng lè lưỡi nè. Cầm bớt sầu riêng. Con ăn đi. Cầm cái miếng này nhỏ hơn rồi nè. Muối nhỏ rồi. Con nhỏ ra muối nhỏ. Ngon quá. Ngon lắm ăn sầu riêng. Sao hả? Sống ăn hả? Hả? Sao không ăn? Nè ăn đi con. Nè ăn không? Nè một miếng nè. Một miếng ngon. Ê. Sữa ăn không? Sữa ăn hả? Kỳ. Không, kỳ. Kỳ á. Bé sữa mang hả? Sữa ăn sầu riêng không? Dạ không. Trong một ngày mà bé sữa giận cha giận mẹ luôn. Thèm lắm. Nãy nó thèm mà, chú cha mua sầu riêng mà. Ngon không con, ăn đi con, béo quá trời. À. Ăn ăn thôi mình đừng liếm vậy. Đừng này cho con lấy cái gì ra, tôi cũng lấy gì ra. Nè. Cái hộp chưa, cha chưa ăn tới, để cha ăn tới đi thì con lấy hộp ra. Nha, không có nhắm tay, không có gặm tay. Tay mình không có ăn gì nữa. Cha ăn tới. Con lấy hộp. Cha để con lấy chi. Con hết giận cha chưa? Con hết giận cha chưa? Cha con hết giận cha chưa? Dạ hết rồi. Con hết giận mẹ chưa? Dạ hết luôn rồi. Để con lấy chi ra. Sao hay giận hờn quá vậy? Cái đó ăn được á. Hai chồng bà cô chú. Sữa. Sao dạo này hay giận hay hờn quá con? Anh ăn không?
Kiếm ngoại ra ngoại đâu rồi? Ngoại đi đâu? Hả? Đi cầm đi. Thôi bé sửa mang vậy thôi, giờ mình chào tạm biệt ông bà cô chú nha. Nha. Kỳ chi. Chào tạm biệt nha. Thì dẫn đây chào tạm biệt ông bà cô chú con. Dạ, chị sửa chào nè. Chào mẹ mà chào chú. Mẹ đứng làm gì vậy nha? Mẹ không làm sao? Làm sao? Chị thấy giận quá, chiều giờ chiều cho sẽ giận, chọc con giận suốt luôn. Dạ cảm ơn quý bà cô chú đã theo dõi video của tụi con ạ. Xin chúc quý bà cô chú nhiều sức khỏe. Hẹn lại quý bà cô chú chị trong một video sau. Bye bye.